Em có trách giận bản thân mình cũng như là trách giận Huyên không về cái việc mà đã ra với con mình không? Thôi cố gắng lên. Nói chung là tôi thấy đau khổ và hơi buồn. Dạ. Đau khổ và buồn. Tại vì không cứu được cháu. Dạ. Thế thì mấy ngày hôm qua thì diễn biến tình trạng sức khỏe của bé Ngọc Anh thế nào bác? Cháu nó cứ thụt chân. Đến hôm nay này cháu nó về thật. Dạ. Mấy hôm kia mới tiêm máu rồi. À. Nhưng không kịp. Dạ. Nói chung là ông lúc đó là ông buồn và đau khổ. Dạ. Nghĩ là những cái mà cháu nó năn nỉ để cái buồn, cái thương, cái tiếc đó. Dạ. Gần 2 tháng qua thì cháu cũng đã rất nhiều lần gọi là thập tự nhất sinh, và đến bây giờ cũng đã chút hơi thở cùng. Nhưng mà trong 2 tháng vừa qua thì bác thấy thế nào? Công tác để mà cứu cháu, kể cả bên bệnh viện, kể cả bên gia đình, mặc dù là Covid nhưng vẫn cứ phải có người để thay đổi, để túc trực cùng cháu. Đến giờ phút này thì cháu không còn, nó không được làm người. Nên là ông thương cháu, tiếc cháu, không biết làm nào. Bây giờ cháu đã mất rồi thì cái điều bác bây giờ, cái bác muốn được làm điều gì cho cháu nhất đến hiện bây giờ? Bây giờ rất tiếc ở cái chỗ này vì tất cả mọi người, cơ quan đoàn thể, cá nhân, anh em con cháu lột đều có một cái hướng để cứu được cháu, nhưng mà không cứu được. Đến giờ phút này thì ông hết những hy vọng, không còn cái gì. Bây giờ bác mong muốn điều gì, làm cho cháu điều gì nhất ạ? Anh thì ở Việt Nam cho nó để cháu nó được chiều hồn cho nó. Vâng. Về những cái đinh trên đầu cháu thì thế nào? Cái đinh thì bây giờ thì buộc bên pháp y người ta phải làm rồi. Dạ. Bên pháp y người ta không làm thì ông cũng yêu cầu bệnh viện làm để lấy ra cho cháu. Dạ. Chứ cũng không nên để cho cháu nó đã tắt thở rồi mà nó cứ mang mãi cái vật ấy ở trong người. Vâng ạ. Về cái việc mà cái đối tượng là Nguyễn Trung Nguyên liên quan đến cái vụ việc mà có gây ra cái thương tích của cháu ấy, thì bây giờ bác mong muốn cơ quan công an cũng cơ quan điều tra sẽ làm xử lý. Hiện tại thì ông chưa biết trả lời thế nào được. Dạ. Nói vì ông chưa được gặp công an từ hôm ý thôi. Vâng. Nên ông không biết trả lời thế nào được. Vâng. Về mẹ của cháu thì những ngày vừa qua thì mẹ của cháu có lên thăm cháu hay như thế nào, hay là có chia sẻ với mình? Mẹ cháu thì cách đây 1-2 tuần cũng điện cho ông để ra ông, mà cái này ông không cấm, cái này ông không giữ. Nó nghĩa là cứ ra thăm, cứ ra chơi, bệnh viện cho vào không là quyền bệnh viện thôi, nhưng mà ông không cấm, ông không giữ làm gì. Vì ít điều thì nó cũng là mẹ của đứa cháu. Hỏi luôn con chữa ông ạ. Vâng. Bác đây.